Welcome to bản Cú Vai. Cái tên là bản Cất Châu chỉ còn trong truyền thuyết thôi. Bây giờ đã được đổ bê tông một cách khang trang sạch sẽ nào. Chắc là được đổ từ trước Tết thì đó. Theo con mắt nhìn của tôi, hai bên công danh đã được làm rất là cẩn thận này. Ê tôi cũng lấy tận nơi kìa, vầy vầy áo áo đi bậm nhìn ngớ mắt chứ kìa. Mặc như cửa chuồng. Zoom cho mọi người thấy luôn này. Đây. Nó đâu rồi? Xuống mẹ nó. Tôi sẽ tiến lại gần cho mọi người thấy. Như cửa chuồng, ngước vào mắt. Những ngôi nhà sau 2 năm quay lại thì vẫn thế. Một lớp nhà gỗ của người Mông đặc trưng. Với cái đào này năm nay là hoa này. Đây là cái mận nó đã ra hoa rồi. Nó ra lá hết rồi. Đường xá đã được đổ bê tông khá là khang trang. Hai bên đường là những cái cành mận này. Mận hoa trắng xóa. Những cây đào ngày xưa tôi lên đây là nó không có hoa nên hôm nay Tết hôm nay lại có hoa, rất đẹp, nở rất rộ. Đây này, cái đây khoảng 2 năm tôi mới có dịp quay lại đây. Quang cảnh bà con đây thì đang vẫn chơi Tết sao. Đây rằng mận này, đây là mận này. Đường mới được đổ bê tông cách đây 2 năm là chưa đổ, vẫn là đường đất. Ở trước cái đầu bản có một cây táo mèo to lắm mà khả năng là sau khi họ hạ thấp cái cổng xuống họ nó đánh đi mất rồi, đào đi mất. Hồi năm kia tôi lên đây là còn có cái cổng chào ở giữa chỗ này này. Chỗ cái đoạn mà hết cái đường bê tông có cổng chào. Mận này, trắng tinh. Đào, hoa đào. Rất đẹp. Đây nha. Con đường này là tới đây sắp được đổ. Trước đây nó ở trên kia kìa. Nhìn thấy móng thấy không? Đấy. Hạ thấp xuống để là hạ bớt độ dốc. Cha lòng chồng. Trước chỗ này tôi đang đi nó là đường bê tông cơ. Những ai đã từng lên đây rồi thì biết. Cái đây của 2 năm nó cách đây 2 năm nó là đường bê tông. Nó cao bằng cái bản tà ly kìa. Đấy, đây là tà ly này này. Giờ là đường đất. Đây đào này. Đào năm cánh đúng chuẩn đào núi rừng đào Mông luôn này. Đào Mông đào mốc này. Đẹp chưa? Và cái trạm điện này cũng mới được lắp này. Dân bản ở đây là được cải thiện về vấn đề điện đóm, ăn lẩu thoải mái luôn. Hàng quán là mọi nơi. Lên trên này chơi có gì không? Tôi chưa lên trên này bao giờ. Tôi chỉ lên đến cái bản Cú Vai này, hoa đào này, phải chưa? Cái dự án làm đường bê tông đến tận nơi này là đến giờ vẫn chưa xong. Ôi, của mẹ đi nào bây giờ nhỉ? Đi thôi mày đi. Thế này chỉ trên này chỉ có tre thôi. Xe phải rồ ga mới lên được, không rồ ga không thể nào lên được. À kia có trăng kìa, nó xa xa kia có trăng kìa. À có dân chơi. À chào các dân chơi nhá, giờ Tết à? À. Ở hết đường rồi à? Hết đường tao cũng đi. Đi đâu đây? Lên rừng à? Đi đâu này? Của mẹ đó thôi.
Đây đang dừng làm gì thế này? Đây dừng hoa bắt tí còn à? Ở mẹ thôi. Ôi giời, đường này quá. Ôi giời, bỏ mẹ ra rồi. Ôi đâu thế này? Ôi sổ gà. Ôi sổ gà. Ôi sổ gà. Ôi sổ gà. Quay cho hết mẹ pin khỏi quay. Ôi sổ gà. Hết chịu rồi. Ôi rồi. Đây mà là đường á. Thôi chắc không có gì quay đâu. Tắt. Đéo phải đâu.